Thương hiệu đồng hồ Rolex nổi tiếng với nhiều bộ sưu tập quý giá. Mỗi bộ sưu tập mang một ý nghĩa và thông điệp riêng. Trong số đó, bộ sưu tập đồng hồ Day-Date từng được Rolex mô tả như cỗ máy thời gian của các vị tổng thống, nay đã trở thành biểu tượng của sự thanh lịch và xa xỉ. Được sản xuất bằng nguyên liệu độc quyền của Rolex, những chiếc đồng hồ này không chỉ là một cỗ máy đếm thời gian mà còn là biểu tượng của đẳng cấp và địa vị cao quý của người đeo. Day-Date là một trong những mẫu đồng hồ dress watch thanh lịch với bộ vỏ vừa dày, nổi bật khi lấp ló dưới tay áo sơ mi của các quý ông. Điểm nhấn của mẫu đồng hồ Rolex 228235 này chính là mặt số Sundus, tưởng chừng đơn giản nhưng được hoàn thiện vô cùng tỉ mỉ. Mặt số tròn nằm dưới mặt kính sapphire chắc chắn, hiện lên với màu bạc khi nhìn trực diện, nhưng chuyển sang sắc hồng tùy theo cường độ ánh sáng. Hiệu ứng này là nhờ những tia sáng được chảy từ tâm tỏa ra sát viền mặt số. Trên mặt số là ô cửa sổ báo ngày tại góc 3 giờ, vòng cung báo thứ tại góc 12 giờ cùng 10 cọc chỉ giờ bằng kim cương bao ghét nổi bật. Tính Cyclops tích hợp trên mặt kính sapphire giúp phóng đại ô cửa sổ báo ngày. Dây đeo ba mối nối được Rolex đặt tên là President, là chế tác riêng cho bộ sưu tập Day-Date. Dây đeo này được trang bị khóa cài Crown Clasp hình vương miện, logo của Rolex, để hiển thị thời gian chính xác. Với ô báo thứ và ngày tự động dịch chuyển khi sang ngày mới, Rolex sử dụng bộ máy nâng cấp Calibre 3255 và cỗ máy thời gian này có khả năng dự trữ năng lượng lên đến 70 giờ. Kỳ lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.